Vâng thưa quý vị, sáng qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo của Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố. Đây là đơn vị thí điểm đầu tiên trên cả nước quản lý chuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan là phó giáo sư tiến sĩ dược, từng là phó giám đốc Sở Y tế thành phố làm trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm. Bà Lan sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng ban này từ nay cho đến ngày 6 tháng 12 năm 2019. Thành phố cũng bổ nhiệm ông Lê Minh Hải là bác sĩ chuyên khoa, từng giữ chức phó giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp làm phó trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó trưởng ban thứ hai. Ban an toàn thực phẩm sẽ là đầu mối tập trung về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo thành phố, thời gian qua, việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại thành phố vẫn còn chồng chéo, có nhiều ban ngành cùng tham gia nhưng không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm với một thành phố lớn đông dân như Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố đã kiến nghị chính phủ cho thành lập ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tập trung.